Vâng, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu kỹ thuật của DK. Và trước màn hình ống kính đây thì là một cảnh tượng rất là quen thuộc. Chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca phun môi phủ xương 3D. Và bây giờ thì tôi sẽ thay mặt các chị em và đặt câu hỏi cho chuyên gia để chuyên gia có thể giải đáp cho chúng ta những cái thắc mắc mà chị em đã gửi câu hỏi qua fanpage của DK nhé. Chào chuyên gia Khánh Linh ạ. Câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay mà các chị em muốn hỏi đó là với những cái chị em mà có da môi mỏng thì cái việc phun môi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và trong cái quá trình mà phun môi thì điều gì sẽ đòi hỏi tay nghề của chuyên gia? Những chị em da môi mỏng ấy thì thường thường là xử lý nó sẽ hơi khó hơn chút, bởi vì khi đi thì da môi mỏng thì nước môi sẽ chảy rất nhiều. Vâng ạ. Phải biết cách đi, cử tay như nào đi cho hợp lý để khi mà đi nó không bị cầy mạnh vào vùng hở khách quá, không bị chảy nhiều nước môi. Thứ hai là mình có thể những cái da môi mỏng ấy thì thường thường sẽ rất khó bám mực, cho nên đi phải đúng kỹ thuật thì mực nó mới đủ ăn để cái bong da môi nó có màu. Vâng ạ, tức là kỹ thuật của chuyên gia rất quan trọng đúng không ạ? Như những chia sẻ của chuyên gia của chúng tôi thì về những cái chị em mà có da môi mỏng này thì sẽ đòi hỏi tay nghề của chuyên gia rất là cao. Và nếu như mà các chuyên viên kỹ thuật của người làm không được đảm bảo, thứ nhất là không chắc tay này và cái lực tay không ổn định, thì thứ nhất là sẽ gây sưng nề cho các chị em mà có những cái da môi mỏng trước. Vì là trong cái quá trình đi, nếu như chúng ta đi quá mạnh tay thì thứ nhất là môi của các chị em sẽ bị sưng nhiều, sưng to, và thứ hai chưa chắc là cái mực nó đã bám môi đó. Cho nên là các chị em lưu ý là khi mà mình có những cái tình trạng mà đặc biệt nhá, mình nên là tìm hiểu kỹ về sản phẩm đó của cơ sở đó trước khi làm nhá. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm, vì với những cái ca môi mà mỏng như vậy thì chuyên gia sẽ xử lý như thế nào không ạ? Với cái phương pháp gì ạ? Những cái da môi mỏng như thế thì thường thường đi lực tay thì nhẹ thôi, mình chỉ đi lướt thương da của khách thôi, hay là đi thành nhiều lượt, cố gắng là đi nhẹ nhất có thể và đi lượt khoảng cách đi ngắn thôi, không nên đi dài tay cũng không nên đi mạnh. Và đặc biệt thì ở tại DK thì các chuyên gia của chúng tôi thì đang áp dụng cái phương pháp vi chạm châu Âu đó, nên là chỉ cái suốt quá trình làm chỉ đi nhạy kim trên cái lớp thượng bì của môi thôi, chứ không thể cày sâu đi mạnh, nên là cái việc mà sẽ giảm thiểu tối đa là 85% độ sưng nề cho các chị em nhá. Nên là mọi người yên tâm. Và điều đặc biệt thứ hai là sau khi phun môi tại DK xong thì các chị em không cần phải ăn kiêng đó, không cần phải ăn kiêng thịt bò xuyên nếp rau muống, mọi người ăn thoải mái nhé. Vâng ạ. Và hiện tại thì dịch vụ phun môi phủ xương 3D tại DK đang có giá niêm yết là 4 triệu đó. Và chúng tôi thì nhân dịp 8 tháng 3 thì chúng tôi gửi tặng đến các chị em một cái phần quà rất là hấp dẫn, đó là giảm 40% cho dịch vụ phun môi phủ xương 3D tại DK ạ. Và nếu như mà các chị em quan tâm đến dịch vụ tại DK, và nhất là những cái chị em nào mà có những đôi môi thâm này, xỉn màu hoặc là nhạt nhạt, thì các chị em hãy nhanh tay đăng ký đặt lịch ngay qua fanpage của DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.